những thứ bí ẩn dạt vào bờ biển, gây kinh ngạc cho các nhà khoa học. Chào mừng quý khán thính giả đến với Ngẫm Radio. Đại dương ẩn chứa vô vàn bí ẩn và đôi khi nó để lại những bất ngờ kỳ lạ trên bãi biển cho chúng ta khám phá. Từ những sinh vật bí ẩn, khúc cầy khổng lồ khó tin, ống nhựa khổng lồ dài vô tận, cho đến nhiều vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi vào biển Việt Nam, hoặc những thứ khó đoán không biết đó là gì. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với 12 thứ kỳ lạ nhất được sóng đánh dạt vào bờ biển, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những phát hiện thú vị. Số 1. Kinh ngạc ống nhựa khổng lồ trên bãi biển. Trong một tai nạn hàng hải khá bất ngờ, bờ biển nước Anh đã trở thành nơi nghỉ chân tạm thời của những ống nhựa khổng lồ vào năm 2017. Chúng được phát hiện dọc theo bờ biển Norfolk và vô cùng to lớn, dài từ 2,4 mét đến 457 mét, tạo nên khung cảnh kỳ lạ và thu hút sự chú ý của mọi người. Nguồn gốc của những ống nhựa này nhanh chóng được xác định. Chúng được vận chuyển từ Na Uy đến Algeria để phục vụ cho một dự án xây dựng. Tuy nhiên, trong một tai nạn hy hữu, một tàu container đã va chạm với dây kéo khiến những ống nhựa khổng lồ này trôi dạt tự do đến một số bờ biển nước Anh. Mặc dù trông khá to lớn đáng sợ, chính quyền khẳng định rằng chúng không gây nguy hiểm hoặc ô nhiễm môi trường. Do vậy, chúng vô tình biến thành điểm check-in của nhiều người và là sân chơi thú vị của trẻ em. Chiến dịch thu hồi và kéo những chiếc ống này trở lại Na Uy may mắn đã được thực hiện một cách suôn sẻ. Số 2. Cây đại thụ mang thông điệp bí ẩn. Khi nghe ai đó nói về việc nhìn thấy gỗ trôi dạt vào bãi biển, có lẽ đây cũng phải là thứ mà hầu hết chúng ta nghĩ tới. Cây cổ thụ khổng lồ này đã bị sóng đánh dạt vào bờ ở La Paz, bang Washington, Hoa Kỳ. Với đường kính lên tới 3 mét, nó khiến người đàn ông đứng trên trông như thể người tí hon. Những vật cản lớn này thường mất rất nhiều thời gian để phân hủy tự nhiên, vì vậy chính quyền địa phương phải dọn dẹp chúng. Một trường hợp khác không kém phần kinh ngạc cũng là khúc cây khổng lồ bị sóng đánh dạt vào bờ, nhưng nó đã được cô Clara phát hiện thấy có những dòng chữ được khắc lên thân cây. Nó trông giống chữ rune cùng các biểu tượng khó hiểu. Đó có thể là thông điệp gì? Nhiều người bàn tán liệu nó có giống như những hòn đá đói tiết lộ thông điệp về nạn đói sẽ đến khi nó lộ ra hay không. Số 3. Nhiều vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi vào biển Việt Nam. Năm 2020, tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vật thể lạ bằng kim loại có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển. Trong đó có những phao sắt to có gắn thiết bị định vị GPS. Những chiếc bồn chứa khí ga vẫn còn đầy khí bên trong và in nhiều chữ Trung Quốc bên ngoài, nhưng không rõ công năng sử dụng là gì và vì sao chúng lại trôi vào bờ biển nước ta. Thậm chí còn có những chiếc tàu ma trôi dạt đến, khiến người dân không khỏi lo ngại. Mới đây, vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, người dân tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng hết sức bất ngờ khi phát hiện một vật thể lạ bằng kim loại hình vuông có kích thước lớn trôi dạt vào bờ biển. Với diện tích khoảng 900 mét vuông và được chia làm nhiều ô, nó có thể là phao bè dùng để nuôi hải sản trên biển. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được đây là loại phao gì và có nguồn gốc từ đâu. Số 4. Mặt người khổng lồ xuất hiện trên bãi biển. Người dân vùng Saint Petersburg, nước Nga đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Đó là tác phẩm điêu khắc mặt người khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên hòn đảo Vasilyevsky. Gương mặt khổng lồ nằm giữa vùng đất trống tạo cảm giác bí ẩn, khiến nhiều người tò mò. Trên mạng xã hội Nga, người ta gọi nó là cái đầu biết đi. Nó được tạo ra để phục vụ một sự kiện của thành phố vào năm 2019. Không chỉ có mặt người khổng lồ, mà khi du khách đi dạo dọc theo bờ biển gần đây đã được fan kinh ngạc khi phát hiện ra bộ xương rồng khổng lồ dạt vào bờ. Với kích thước 12 mét và cao 2,7 mét, nó khiến nhiều người hoảng sợ và tò mò. Tuy nhiên, đây thực chất là một mô hình được tạo ra trong một chương trình truyền hình. Mất khoảng 2 tháng để chế tạo con rồng khổng lồ này. Và mặc dù là giả, nhưng kích thước và độ chi tiết của tác phẩm khiến nó trông vô cùng sống động. Trước khi tiếp tục chương trình, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh cùng nút chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất nhé. Số 5. Quái vật Mary. Hãy tưởng tượng bạn đang đi dọc bờ biển và bắt gặp một sinh vật dài vài mét.
phủ đầy tua và vỏ sò, trông giống như quái vật Mary, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Năm 2016, nó đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng sau khi được phát hiện trên bờ biển Auckland, New Zealand. Vẻ ngoài kỳ dị của nó đã khơi dậy nhiều giả thuyết về nguồn gốc từ cá voi Rastafarian đến vỏ thời gian ngoài hành tinh. Tuy nhiên, quái vật Mary thực chất chỉ là một mảnh gỗ trôi giạt bình thường bị phủ đầy hà cổ ngỗng, loài giáp xác biển thường bám vào các bề mặt trong vùng nước ôn đới. Điều thú vị là ở một số vùng trên thế giới như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, chúng được coi là một món ngon vì thịt rất ngọt. Bạn có muốn thử món quái vật Mary này không? Hãy cho mọi người được biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Số 6. Ám ảnh cành sứa chết hàng loạt. Sứa là sinh vật có chứa độc tố có thể gây ngứa, sưng tấy và thậm chí tử vong. Hình ảnh hàng triệu con sứa chết la liệt trôi trên biển là một cảnh tượng ám ảnh. Mới đây, hàng chục nghìn con sứa buồm, hay còn gọi là thủy thủ nương theo gió, đã trôi dạt vào bờ biển phía tây đảo Nam thuộc New Zealand, phủ kín toàn bộ bờ biển. Số lượng xác sứa quá lớn, phân hủy dưới ánh nắng mặt trời bốc mùi khó chịu. Nguy hiểm hơn, đây là một trong những loài độc nhất trong họ nhà sứa. Tương tự, tại bờ biển vịnh Moreton thuộc bang Queensland của Úc, hàng ngàn con sứa chết cũng đã phủ xanh bờ biển, khiến nhiều người phải run sợ. Cảnh tượng này trông như những bọc bong bóng khổng lồ phủ kín bờ cát vậy. Số 7. Bãi biển ẩn náu trong hang động. Đây là bãi biển ẩn náu tại thành phố Playa del Amor, Mexico, và có tên là Bãi biển Tình Nhân. Nó không thể nhìn thấy từ bên ngoài, mà chỉ có thể phát hiện từ trên cao do nằm sâu bên trong quần đảo Marietta. Theo suy đoán, đây có thể là kết quả từ thử nghiệm quân sự của chính phủ Mexico vào những năm 1990. Nếu muốn đến đây, bạn phải bơi qua một hang động nối bãi biển với Thái Bình Dương và chào đón bạn là một cảnh sắc nền thơ cùng với hệ thực vật phong phú. Kỳ bí không kém là những con sóng ở bãi biển Jurassic của Anh. Thay vì đổ vào bờ theo đường thẳng, chúng lại bờ theo hình vòng cung và nở bung như một đóa hoa cúc. Mỗi cánh hoa có thể dài từ vài mét tới 60 mét. Hiện tượng độc đáo này đã làm các nhà khoa học say mê và đau đầu suốt 50 năm nay. Đã có nhiều giả thuyết đưa ra, nhưng đến nay, quả thực, nó vẫn là một bí ẩn. Số 8. Than lằn biển khổng lồ thức tỉnh sau 180 triệu năm. Năm 2021, một khám phá mang tính đột phá đã được thực hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên Rutland Water ở Anh. Joe Davis, trưởng nhóm bảo tồn, đã phát hiện ra tàn tích hóa thạch của một con Ichthyosaurus, hay còn gọi là than lằn biển, với niên đại hơn 180 triệu năm tuổi và dài 9,7 mét. Đây là hóa thạch lâu đời và lớn nhất thuộc loại này từng được tìm thấy. Đây cũng là mẫu vật hoàn chỉnh nhất, rất hiếm thấy đối với các sinh vật tiền sử lớn như vậy. Loài bò sát biển này sống cùng với thời khủng long khoảng 250 triệu năm trước. Chúng là những kẻ săn bồi đỉnh cao của đại dương kỳ Jura, đạt chiều dài lên đến 25 mét và sở hữu nhiều chiếc răng sắc nhọn. Hay, vào năm 2011, cậu thiếu niên Forrest Shepard đã có một khám phá bất ngờ và phi thường trên bãi biển gần Santa Cruz, California, Hoa Kỳ. Cậu đã tình cờ tìm thấy một di vật lịch sử vô giá, một bộ sọ hoàn chỉnh của một loài hải mã cổ đại 5 triệu năm tuổi được bọc trong một tảng đá khổng lồ. Các nhà khoa học khẳng định đây là hóa thạch của một loài hải mã mới và để ghi nhận đóng góp của cậu bé cho ngành cổ sinh vật học, họ đã đặt tên cho loài hải mã cổ đại này theo tên cậu. Số 9. Cậu bé 11 tuổi cứu sống bé gái bị vùi lấp trong cát. Vào một ngày nắng đẹp của năm 2020, trên bãi biển Marina Dunes ở California, cậu bé 11 tuổi Connor Fitzgerald đang chơi đùa và quyết định đào một cái hố cát thật to. Bỗng nhiên, tay của cậu chạm phải một thứ giống ba lô. Cậu cố kéo nó lên, nhưng không ngờ nó lại dính liền với một bé gái nhỏ bị chôn vùi hoàn toàn dưới cát. Cậu lập tức tìm người giúp đỡ nhưng không có ai xung quanh. Gạt đi nỗi sợ hãi, Connor gắng sức đào nhanh nhất có thể để đưa cô bé ra. Cô bé mềm oặt và đã bất tỉnh. Dựa vào kiến thức hô hấp nhân tạo mà cậu từng được học từ phim ảnh, cậu liền ấn ngực và thổi hơi vào miệng cô bé. Ngay lúc đó, bố mẹ cô bé gái xuất hiện. Họ vô cùng lo lắng và xúc động trước hành động dũng cảm của Connor. Họ lập tức đưa cô bé đến bệnh viện và may mắn là cô bé đã được cứu sống. Hóa ra, bé gái ấy là Elisa Boston, 5 tuổi. Khi đang đi đến gần một hang cát
thì hang đột nhiên sập xuống khiến cô bé bị chôn vùi và lịm dần đi. Việc Connor vô tình cứu sống cô bé ngay đúng thời điểm, đúng vị trí khiến mọi người tin vào phép màu thật sự tồn tại và hết lời khen ngợi sự dũng cảm và tốt bụng của cậu bé. Số 10. Những dấu chân kể lại câu chuyện 100.000 năm trước. Cách đây khoảng 100.000 năm, một nhóm người Neanderthal đã nô đùa tại nơi mà ngày nay là bờ biển Matalascañas của Tây Ban Nha. Họ không hề biết rằng những dấu chân mà họ chạy nhảy trên cát đã được lưu lại và kể cho thế hệ ngày nay về câu chuyện của họ. Vào năm 2021, những dấu chân này đã được phát hiện. Dựa trên kích thước và độ sâu của chúng, các nhà nghiên cứu suy đoán rằng họ có thể là một gia đình Neanderthal với những đứa trẻ em. Trong số 87 dấu chân được tìm thấy, có những dấu chân nhỏ bé xuất hiện theo nhóm hỗn loạn, cho thấy đây là khu vực vui chơi của chúng. Dấu chân nhỏ nhất chỉ dài khoảng 14cm được cho là của một đứa trẻ 6 tuổi. Phát hiện này không chỉ cung cấp thông tin quý giá về cuộc sống gia đình của người Neanderthal, mà còn là dấu vết Neanderthal cổ xưa nhất được tìm thấy ở châu Âu, góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu và hiểu biết về loài người tiền sử này. Số 11. Những đồ vật lạc chỗ. Sóng biển không chỉ đẩy lên bờ những thứ bên dưới đại dương, mà có đôi khi còn cả những món quà không thể ngờ tới. Đó có thể là hàng nghìn quả chuối xanh xuất hiện trên hai hòn đảo trên biển Bắc của Hà Lan vào năm 2007. Người Lego cao đến 2,4 mét, không rõ từ đâu trôi đến biển Siesta Key ở Florida, Mỹ vào năm 2011. Và thậm chí là những chiếc ghế kim loại dài vào bờ biển New Jersey khiến nhiều người nghĩ ngay đến việc chúng thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370. Tất cả khiến chúng ta không khỏi tò mò, liệu đại dương mênh mông kia còn chứa đựng những thứ gì nữa? Số 12. 20 bàn chân đứt lìa dạt vào bờ biển. Những bãi biển quanh biển Salish nằm giữa miền Tây Canada và bang Washington của Mỹ mang đậm vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng vào năm 2007, người ta bắt đầu bắt gặp một thứ rất khủng khiếp, đó là những bàn chân người. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 8 năm 2007 khi một cô bé phát hiện thấy một chiếc giày chạy bộ có chứa một bàn chân bên trong tại bãi biển Zedadiet, Canada. Chưa đầy một tuần sau, bàn chân thứ hai tiếp tục xuất hiện trên đảo Gabriola gần đó. Cảnh sát đã vô cùng sửng sốt khi cả hai chân đều là chân phải và đi giày khác nhau. Có nghĩa là chúng không thuộc cùng một người. Điều này thật sự quá hy hữu. Đáng sợ hơn là vài tháng sau, lại có 5 bàn chân khác lần lượt xuất hiện trên những bờ biển gần đó, gây ra nỗi sợ trong công chúng và thổi bùng đồn đoán của truyền thông về một tên sát nhân hàng loạt. Kể từ đó, hơn 20 bàn chân đã được tìm thấy quanh vùng biển Salish và tất cả chúng đều đi giày tennis. Vậy chúng đến từ đâu? Có những suy đoán rằng chúng thuộc về nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt, của dân tị nạn bị đuối nước hoặc từ một vụ tai nạn máy bay. Cho đến nay, bí ẩn về nguồn gốc của những cái chân và vì sao chúng lại chỉ xuất hiện ở vùng biển này thì vẫn là điều chưa thể lý giải. Phát hiện vừa rồi cũng đã kết thúc hành trình khám phá hôm nay của chúng ta. Bạn ấn tượng với phát hiện nào nhất? Hãy chia sẻ cho mọi người được biết ở phần bình luận bên dưới. Nếu thấy chương trình thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Ngẫm Radio để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, mình Đức xin chào và hẹn gặp lại.